Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt thiết bị đèn LED downlight đổi màu AT18BLE. Đây là tổng quan bao bì của thiết bị. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset thiết bị. Bạn cấp nguồn hoặc ngắt nguồn thiết bị liên tiếp 5 lần. Khoảng thời gian giữa hai lần cấp nguồn là 3 giây. Đèn nháy trắng 3 lần. Trong vòng 8 giây, thực hiện ngắt nguồn rồi cấp nguồn thêm một lần nữa để xác nhận reset. Nếu đèn tắt rồi chuyển sáng trắng là reset thành công. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm thiết bị vào ứng dụng Rally Smart. Bước 1, bạn mở ứng dụng Rally Smart, lựa chọn mục cài đặt. Bước 2, bạn chọn mục cài đặt thiết bị. Bước 3, bạn chọn HC. Bước 4, bạn chọn dấu cộng ở góc phải. Chọn quét qua HC. Chọn quét thiết bị để tiến hành thêm thiết bị vào mạng. Quá trình trên sẽ hoàn tất khi trên ứng dụng hiển thị tên thiết bị và có biểu tượng mới. Khi thêm thiết bị thành công, đèn nháy trắng 3 lần sau đó chuyển sáng ấm. Cuối cùng, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo kịch bản thông minh cho thiết bị. Bước 1, bạn quay trở lại trang chủ cài đặt. Bạn chọn cài đặt phòng, chọn thêm thiết bị, rồi chọn HC. Bước 2, bạn có thể thay đổi tên phòng. Bước 3, bạn chọn mục không ở trong, rồi ấn chọn downlight trang trí và ấn lưu. Bước 4, bạn ấn tiếp theo, ứng dụng sẽ hiển thị giao diện như trên. Bạn có thể tắt bật đèn tùy ý bằng cách gạt thanh tại phòng của thiết bị. Bước 5, bạn chọn vào phòng, chọn cảnh cho thiết bị. Bước 6, để điều chỉnh màu đèn, bạn chọn ký hiệu 3 thanh như trên hình. Bạn chọn downlight trang trí, rồi điều chỉnh cường độ ở thanh ngang hoặc di chuyển thanh màu theo ý thích. Bước 7, bạn chọn Automation. Chọn mục tự động, rồi ấn dấu cộng bên góc phải. Bước 8, bạn tắt mục theo thời gian, rồi chọn HC ở mục chọn HC. Bước 9, bạn chọn mục thêm đầu tiên, rồi ấn chọn cảm biến cửa 001. Bước 10, tại mục kích hoạt cảnh đầu ra, bạn chọn phòng của thiết bị đã tạo ban nãy. Như ở đây là phòng ngủ, rồi chọn kịch bản cho thiết bị. Ở đây bạn có thể đóng hoặc mở thiết bị đầu vào tùy ý bằng cách gạt thanh. Rồi bạn mở mục đặt làm kịch bản. Sau khi hoàn tất, bạn ấn lưu là hoàn thành cài đặt. Trên đây là toàn bộ các bước cài đặt thiết bị đèn LED downlight đổi màu AT18BLE. Chúc các bạn thành công!